Xin chào anh chị em nhé. Hôm nay mình mới về chiếc nồi cơm Toshiba. Chiếc nồi này là có chức năng hút chân không luôn. Mã là RC10VRL. Chiếc nồi này màu đỏ này. Cực kỳ mới. Đời 2017. Con này gần như là chưa dùng. Mọi người nhìn thấy cực kỳ mới luôn. Đây là thông số của nồi này. Nồi 1 lít nấu 167 độ C. 20 A, công suất 1250W, một điện 100V. Hàng nội địa Nhật Bản, sản xuất tại Nhật. Đây, mọi người xem. Rất đẹp. Giờ mình sẽ mở đến bên trong cho mọi người xem nhé. Đây, mọi người xem này. Nồi này như mới luôn mà. Mới mình nhìn thì chắc nó mới khoảng 98 đến 9%. Gần như là chưa sử dụng này. Mọi người nhìn bên trong đó này. Này, gioăng nhé, mọi người nhìn gioăng nhé, xanh. Đây, lòng nồi này mọi người nhìn thấy chưa? Không có một vết nào luôn. Nó rất đẹp. Đây, xoay các góc cho mọi người xem luôn. Không có một vết xước nào luôn. Từ trong ra ngoài luôn nhé, không có một vết gì nữa. Đây, đáy nồi đây. Rồi, con này có được chức năng hút chân không, nấu cơm rất ngon và giữ cơm được 1 2 3 ngày gì đó. Theo thông số người sản xuất thì giữ được cơm ngon trong vòng 40 tiếng. Rất mới nha. Xung quanh luôn. Rồi, ai có nhu cầu mua chiếc nồi này thì liên hệ với mình. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi video nhé. Đây, quay lại cho các bạn xem một lần nữa cái lòng nồi này. Con này đúng là mới chứ. Chắc là chưa dùng luôn. Hàng chắc hàng trưng bày quá. Để 2017 nhé. Đây. Xem này, mới keng xe beng luôn. Để mình lật cái nồi lên cho mọi người xem đời 2017 nhé. Đây, dòng nồi Toshiba thì là năm sản xuất nó ở dưới đáy nồi nhé. Mọi người là cái đáy nồi này. Đã thấy năm sản xuất này, nó 2017 này. Đó, đây là năm sản xuất nhé, mọi người nhìn rõ chưa? Rồi. Nồi như mới, gần như mới. Ai mua liên hệ, xin cảm ơn. Chào tạm biệt cả nhà.